Vâng, và em Chiến lại đưa tới cho các bác một kho hậu Boss 301 AV dòng monitor kiềm âm. Đây là dòng Boss có tiếng bass rất là lực. Các bác phối ghép vào những con âm ly sân xuôi 657, 707 hoặc là những con Denon 780D, 880D, 890D để khai thác những dòng loa này. Và có thể các bác ghép một shop vào và có thể hát karaoke nghêu ngao gia đình rất tuyệt vời. Đối với model này nó có 3 mèo, một là mèo đen và một là mèo xám và cuối cùng là mèo trắng. Đối với mèo trắng là với mèo xám là hai mèo khá là hiếm của model này, còn mèo đen thì rất là nhiều rồi. Đây là cặp loa mèo trắng tinh khiết, các bác nào sưu tầm thì alo cho em. Đối với cặp loa này các bác chỉ cần bố trí trong nhà thì nó là một cái chủ điểm để tất cả mọi người đều vào phòng khách chúng ta phải ngắm nhìn đêm nó. Ồ, cặp loa Boss nào mà đọc đến thế đấy. Đó là chính là Boss 301 AV. Và giá cặp loa này là 13.800.000, đã bao gồm phí ship. Các bác nào chuyên không đủ là em bớt 300.000, còn 13 năm vẫn bao gồm phí ship cho các bác. Thì sau đây em Chiến sẽ mời các bác xem đồ đẹp cũng như là tiếng loa nha. Nó là mèo trắng tinh khiết cũng như là e canh nó cũng mèo trắng luôn nha bác. Tất cả là zinc từ A tới Z hết cho các bác nha. Có nghĩa là ốc vít chưa động chạm gì luôn, có nghĩa là phải là gần zinc rồi đấy. Rất là tuyệt vời đấy các bác. Phía trước thì chúng ta đã xem rồi. Loa này rất là nặng, nó y chang cái phiên bản limited vậy đó. Có thấy đồ đẹp đó nha. Dòng loa này là model này là nó thiết kế rất là chắc, nó chắc nịch luôn nha các bác. Đây các bác thấy pin không, rất là đẹp. Tại nó có cường độ lực đánh rất là mạnh, nó mạnh hơn những dòng 301 và Series 2, Series 3, Series 4 rất là nhiều nha. Nên nó phải thiết kế một cái thùng rất là chắc và nặng hơn những cái thùng kia rất là nhiều. Đây là phía sau 301 AV monitor, rất là mới nha các bác. Rồi em chỉ lấy cái càng ra để các bác cùng xem. Các bác nào lấy thì liên hệ cho em qua hai số điện thoại này nha. Em chỉ có một cặp mèo trắng duy nhất nha. Bác nào sưu tầm thì alo cho em. Đây các bác thấy càng nha, thùng trắng là càng trắng luôn, thùng zin nha các bác. Đấy các bác thấy đường cái càng ngã người ta làm không, nét từng chi tiết luôn nha, nó càng luôn. Ở đây cũng vậy, đây các bác thấy nha, quá đẹp luôn nha. Thôi cái này em bỏ qua bên đi, qua mời các bác xem tiếng loa này. Đấy các bác thấy gần chưa, đã chưa. Đó, tiếng loa đẹp tuyệt vời luôn nha. Đấy, đúng cặp nên là tất cả tiếng loa nó sẽ đều nha, cũng như là cái viền đen này đặc trưng của những dòng loa Boss. Đấy, nó vẫn sẽ đều nha. Đây các bác thấy gần này, zin nha, và ốc này. Đấy, sẽ không có dấu hiệu động chạm gì trong này, lý do là gần zin. Còn nếu cơ gần the thì chúng ta phải mở ốc này ra. Đấy, còn gần zin gần này thì chúng ta dùng 5-10 năm là thoải mái nha, chắc nịch luôn. Và loa chung loa chép đẹp tuyệt vời, có bẹp luôn nha, có bẹp từ luôn này các bác. Đấy, bác nào sưu tầm cặp này thì nhận tay alo cho em nha. Chép chung được có bẹp từ luôn nha, đẹp tuyệt vời luôn. Rồi mời các bác ngắm lại một lần nữa.